Hello mọi người, lại là mình đây. Thì video này mình sẽ dẫn các bạn đi ăn món chè thái dừa cũng như là chè dừa. Vâng, và thực đơn của quán đây. Rồi, các công ăn đây. Vâng, đây là món chè thái dừa. Còn đây là chè dừa. Đây là đá. Hà Nội nóng thế này mà có cái món này ăn thì tuyệt vời lắm các bạn ạ. Ngon lắm. Nào để các công ăn cho các bạn xem nhé. Các công sẽ ăn chè thái dừa. Các công có ít thôi. Còn bạn nào ăn nhiều đá cho mát thì tùy các bạn nhé. Các công ăn đây, mời mọi người. Đá này rảnh không? Quay hổ tí coi. Này các bạn, chè thái dừa thì có rất nhiều thạch và nhiều thứ hạt liệu, và chủ đạo thì vẫn là dừa. Hà Nội cứ nóng 36, 37 độ này mà có cái cốc chè này ăn thì thôi tuyệt vời. Nó là gì bằng nói các bạn nhé, các công vươn lên húp nước này, nước ngon lắm. Thôi, quay về rồi, bé bỏ xuống đi. Ăn đi. Những thứ dai mềm, mọi thứ cộng lại cái kiểu rất là thanh, ngọt cũng ngọt thanh nhá. Không biết các bạn xong thế nào chứ mình ăn là hợp, rất là hợp khẩu vị với mình. Dài quá, ngài trưởng lòng quá.
lên quay vậy. Xin lỗi các bạn lần nữa nha. Ngon nữa, hạt cầu húp hết luôn này. Đây là hết sạch rồi. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Tắt đi. Vâng, thì video đến đây là kết thúc. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Khắc Công. Thì một chè thái dừa này sẽ có giá là 15k. Và địa chỉ quán thì Khắc Công sẽ để ở đằng sau cuối cùng của video nhé. Tạm biệt các bạn. Ngon, 8/10 điểm.